Diễn viên YouTube Kim Mi-ho-mi lộ diện mạo sau 2 năm ghép gan, cộng đồng mạng rưng rưng vì một chi tiết. Nữ diễn viên nổi tiếng xứ Kim Chi Yoon-chu mới đây vừa đăng tải hình ảnh cập nhật về tình hình sức khỏe sau 2 năm ghép gan. Nhiều người hâm mộ đã tỏ ra mừng rỡ trước tín hiệu tích cực này của cô nàng. Tối ngày 24 tháng 7, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Yoon-chu Kim Mi-ho-mi đã đăng tải loạt ảnh mới nhân dịp kỷ niệm 2 năm kể từ ngày cô được ghép gan. Sự chú ý của cư dân mạng đổ dồn vào diện mạo của nữ diễn viên này. So với thời điểm 2 năm trước, diện mạo Yoon-chu đã thay đổi theo chiều hướng tích cực, trong nữ nghệ sĩ cũng hồng hào khỏe khoắn hơn nhiều. Đi kèm bức ảnh mới, mỹ nhân Kim Mi-ho-mi bày tỏ sự xúc động. Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày tôi được đón nhận cuộc đời mới. Nhìn ngọn nến được thắp lên khiến tôi nhận ra rằng mình vẫn còn sống và phải trân trọng những gì mình đang có. Tôi sẽ không bao giờ quên ân nhân người đã hiến gan cho mình. Tôi xin hứa sẽ trở thành một người tỏa sáng trong tương lai. Một năm trước, Yoon-chu cũng đăng tải thông điệp xúc động lên trang cá nhân nhằm bày tỏ lòng biết ơn của mình với ân nhân. Từ trong sâu thẳm trái tim, tôi luôn biết ơn ân nhân. Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt, luôn chăm sóc bản thân để không phụ lòng người đã trao cho tôi cuộc đời thứ hai. Được biết trên trang cá nhân, Yoon-chu cũng thường xuyên cập nhật những bài viết và hình ảnh mang tính lạc quan tích cực. Cách đây không lâu, Yoon-chu đã chia sẻ video cô đang tập đạp xe, một trong những bài phục hồi chức năng tại bệnh viện. Mình đang nỗ lực phục hồi cơ thể với bài tập đạp xe. Đồng thời, nữ diễn viên cũng tiết lộ bài tập này khá khó khăn với mình, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức thực hiện để mau chóng khỏe mạnh. Ngôi sao Hàn cũng từng chia sẻ hình ảnh cổ vũ các vận động viên Hàn Quốc đang thi đấu tại Olympic Tokyo 2020. Trong ảnh, Yoon-chu vẫn còn đang nằm trên giường bệnh cùng sự hỗ trợ của các thiết bị y tế, nhưng cô vẫn cố gắng chụp ảnh selfie và làm biểu tượng chiến thắng. Theo dõi những bài đăng của cô, nhiều người hâm mộ đã gửi lời động viên mong cô nàng sớm hồi phục sức khỏe. Cố lên nhé, hãy cố gắng lên nha Yoon-chu. Tôi tin bạn sẽ đánh bại bệnh tật ngay thôi. Bình phục càng sớm càng tốt nhé. Tôi suýt khóc khi thấy Yoon-chu giờ đã đến lúc khỏe lại và quay về màn ảnh rồi. Đồng nghiệp thân thiết của Yoon-chu là nam diễn viên Jin Sang-gil cũng gửi lời động viên mỹ nhân 9X, cầu nguyện cho cô sớm vượt qua bệnh tật. Những khoảnh khắc lạc quan mà Yoon-chu đăng tải trên mạng xã hội trở thành nguồn động lực cho nhiều người đang chiến đấu với bệnh tật. Câu chuyện của người đẹp được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc và Trung Quốc. Vào năm 2019, Yoon-chu đã phải uống một lượng lớn thuốc kháng sinh khi cô bị cảm lạnh. Vì hệ miễn dịch vốn đã suy yếu, tác dụng phụ của thuốc đã khiến gan của cô bị tổn thương nghiêm trọng. Tại thời điểm đó, cô chưa tìm được người hiến gan. Và tới năm 2021, Yoon-chu mới tìm được nguồn gan phù hợp và hoàn thành ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Kể từ khi phát bệnh, Yoon-chu ngừng mọi công việc, nằm viện vừa điều trị, vừa đợi ghép gan. Ngoại hình của Sophie McGregor dần biến đổi. Từ một người đẹp ngọt ngào và rạng rỡ, cô dần tăng cân một cách chóng mặt, làn da cũng sạm đen. Yoon-chu năm nay 32 tuổi đã có kinh nghiệm diễn xuất hơn 10 năm. Từ năm 2010, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và góp mặt trong nhiều vở kịch. Sau đó, Yoon-chu nổi tiếng nhờ xuất hiện trong các bộ phim Dirty Blood, Wonderful Nightmare, Untouchable Lawman, Fighting Ghost, A Break Along. Năm 2016, với màn thể hiện ấn tượng trong tác phẩm A Break Along, Yoon-chu lọt vào danh sách nữ diễn viên mới xuất sắc nhất của liên hoan phim Rồng Xanh. Hy vọng rằng Yoon-chu sẽ sớm hồi phục sức khỏe để quay trở lại tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất của mình.